Vâng, mình lại xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì mình lại sửa một con xe GTX. Xe này của hãng Yamaha. Xe này có hiện tượng là không để garanti. Đấy, cứ thả tay ra là chết ngay. Luviat GTX. Xe này thì thực tế thì mình cũng không gặp nhiều, thỉnh thoảng mới lại gặp thôi. Đấy, và bây giờ thì nó đúng ra trời cũng rất là tối rồi, đang buổi tối, nhưng mà mình cũng bắt buộc phải sửa xe cho khách để khách còn đi làm, cho nên là hôm nay mình cũng làm tương đối muộn một chút, thì mình cũng quay lại để những anh em mà ví dụ mà có gặp cái hiện tượng dòng xe này mà có bị không để được ra đăng ti thì anh em xem và anh em cũng biết cách để anh em xử lý nhé. Đấy. Bây giờ mình tiến hành mình nổ máy để anh em cũng tham khảo qua cái hiện tượng của xe này. Thả tay ra là chết máy anh em ạ, cứ thả tay ra chết máy đấy nhá. Mình lại khởi động lại này. Đấy, thả tay ra là chết máy luôn. Đấy, không để được garanti anh em ạ. Đấy, và bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiểm tra. Thì những cái dòng xe này thì phần lớn ấy không để được garanti nhé. Đại đa phần mình gặp là do bị bẩn van ESC nhé. Và hãng Honda thì gọi là van ECV. Thì mỗi một hãng thì có gọi tên là khác nhau, nhưng mà thực chất thì nó cũng là cái van gió garanti tự động thôi. Đấy, và hãng Yamaha thì gọi là van ESCV. Và bây giờ mình tiến hành mình xử lý cái van đó trước đã nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo dỡ này. Thì cái công đoạn tháo dỡ thì nó đơn giản rồi, mình không quay lại nữa để nó kéo dài video quá, đúng không ạ? Thì mình tạm dừng đã, sau đó mình tháo dỡ xong mình xử lý. Thì cách xử lý mình sẽ quay lại để anh em xem nhé. Vâng, mình đã tháo ra đây rồi, và anh em nhìn thấy đây là vị trí của van ESCV của hãng Yamaha, đúng không ạ? Đây. Đấy, mình quay trời tối mình bật điện nên là hơi lóa một chút anh em nhé. Đây. Và bây giờ nhiệm vụ của mình là mình phải tháo ra, mình vệ sinh cái van này, đúng không ạ? Vệ sinh cái van này cho sạch cái đường gió đi. Đấy. Và mình làm nhanh đấy nhá, chứ còn đúng tiêu chuẩn đấy thì anh em phải tháo bộ họng ga này ra, anh em làm sạch hết đi. Đấy, nhưng bây giờ mình sẽ làm nhanh, mình xử lý luôn cái pan bệnh này để anh em chưa xử lý bao giờ. Đấy, thì anh em cũng nắm được. Đấy, thì bây giờ mình sẽ làm nhanh đã nhá. Đấy, còn anh em cẩn thận, anh em tháo ra như mình nói nhá. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo van ESCV ra đấy nhá. Đấy. Đây, và bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra nhá. Anh em tháo vít ra là hiển nhiên anh em phải tháo rồi. Đây, có lò xo này. Đấy, để mình tháo dần nữa này. Thì đầu cái van này thì bao giờ rất là bẩn, rất là nhiều muội carbon. Đây anh em nhìn, rất là nhiều muội carbon. Đấy, thì anh em phải làm sạch đi nhé. Đấy, làm sạch hết đi. Đấy, van vẫn quay ra quay vào thế này là phần cơ khí là tốt rồi. Đấy, còn anh em mà muốn kiểm tra phần điện của van thì bây giờ máy Motoken cũng có cái cáp kiểm tra riêng, anh em cắm vào cái này anh em biết ngay phần điện có tốt không. Đấy, còn anh em quay như này. Đấy, là cái phần cơ khí đã rất là tốt, van đã quay được ra, quay được vào, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ cái nhiệm vụ là mình phải làm sạch đi, để mình lấy móng tay mình còn cạo được ra rất là bẩn như này. Đấy, rất là bẩn. Thì bây giờ cái công đoạn mình làm sạch đã nhé. Làm sạch cả đây lẫn đường gió ở trong này. Đấy, thì bây giờ mình tiến hành mình làm sạch đã, đúng không ạ? Đấy, thì mình tạm dừng đấy nhé. Mình cũng đang phải nhờ một anh em quay hộ, bây giờ cũng buổi tối rồi, cũng chả còn ai cả. Sau khi mình đã làm sạch van này, đúng không ạ? Làm sạch van cũng như là đường gió làm sạch rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình lắp lại nhé. Đấy, thì với dòng xe Yamaha thì anh em cắm vào xong anh em bật điện lên. Đấy, những anh em không có máy thì cũng hơi phức tạp một chút đấy.
Còn anh em có máy thì bây giờ nhất là máy Mosentat thì có cái chức năng là reset van ACV luôn. Thì anh em lắp vào anh em reset van thì rất là nhanh. Đấy, còn anh em chưa có máy thì anh em cắm vào, anh em bật khóa điện đây này. Đấy, thì van sẽ quay này anh em này. Tắt khóa điện đi thì van quay ra quay vào này. Đấy. Thì trong quá trình lắp thì anh em bật khóa điện cho mình, bật này. Đấy. Bật khóa điện lên và anh em vặn cái đây này, cái quả đóng gió này. Anh em vặn cách cho mình cái chân đế này khoảng tầm 3 ly là được nhé. Đấy, xong anh em cho lò xo vào. Cho lò xo vào. Đấy. Và anh em lắp lựa cho nó đúng chiều nhé, đúng khe là vào. Vâng, mình đã lắp xong này. Sau khi anh em lắp xong ấy thì anh em bật khóa điện 3 lần nhé. Đấy, thì mỗi lần dừng xong anh em lại tắt đi, anh em bật lên. Thì anh em phải đợi 3 giây nhé, mình làm này. Tắt khóa điện đi này, anh em bật lên này. Đợi tầm 3 giây này, anh em lại tắt khóa điện đi, anh em lại bật lên để cho van ESC reset lại nhé. Đấy, đây là mình làm thủ công thôi, đúng không ạ? Đấy, đây mình làm thủ công thôi. Đấy, mình tắt đi này. Đấy, mình bật lên này. Đấy, đây là mình làm thủ công nhá. Còn làm bằng máy thì mình sẽ tiến hành mình lấy máy Mosentat ra, mình reset. Mình cũng chỉ cho anh em, những anh em có máy biết là trên máy Mosentat có một chức năng là reset van ESC. Đấy, chức năng này rất là hay anh em ạ. Đấy, cực hay luôn. Và bây giờ mình tiến hành mình tháo cái mặt nạ này ra, mình làm trên máy để những anh em có máy anh em nắm được, bắt được có một cái phần là reset van ESC ở trên máy để anh em biết cách anh em áp dụng nhé. Thì với rắc độc lỗi của xe này thì nằm ngay trên mặt nạ đây anh em nhé. Đấy, nằm ngay trên mặt nạ này, gần ắc quy luôn. Bây giờ mình tiến hành mình tháo ra đấy nhá, để mình dùng máy mình làm luôn cả thủ công lẫn máy, để những anh em chưa có máy thì anh em cũng nắm được, mà anh em có máy thì anh em cũng xem và anh em tham khảo nhé. Thì bây giờ mình tiến hành mình tháo mặt nạ trước đã. Mình hạ cầu xuống đấy nhá.
Đấy. Thì với dòng xe này thì anh em nhớ nhé, rác đọc lỗi nằm ở ngay trên đây thôi, rất dễ tìm. Đây. Thì với cái dòng rác đọc lỗi như thế này thì có một dây ca lai ở đây. Thì anh em phải cấp nguồn ắc quy cho máy đọc lỗi nhé. Đấy. Để mình nổ máy lên đấy nhá, để kiểm tra xem là vừa rồi mình reset bằng tay thủ công xong có được không đã đấy nhá. Đấy, sau đó là mình tiến hành reset bằng máy. Được. Đấy, có nghĩa là mình làm video này thì mình làm cho cả những anh em thợ chưa có máy. Đấy, để anh em cũng biết cách làm, và anh em có máy rồi thì anh em cũng biết là có chức năng reset van này, đúng không ạ? Không phải reset thủ công làm gì cho nó mất thời gian. Để mình thử đã xem nào. Xe của mình lúc đầu là không có đăng ti. Để mình làm thủ công xem đã được chưa đã. Được rồi. Ra đăng ti đã có rồi. Đây là mình làm thủ công nhá anh em nhá. Đấy. Lọc gió mình chưa lắp vào cho nên là nó kêu, rồi nó đang kêu. Đấy. Đấy, hơi gió này. Đấy. Nó rất là kêu. Thì anh em nhớ là vệ sinh cả lọc gió cho mình này. Bu giết anh em làm sạch hết cho mình, anh em kiểm tra hết nhá, anh em làm sạch đi. Đấy. Đấy, mình mới xịt rửa nhanh cái đường gió thôi nhá. Đấy, còn nếu chuẩn thì anh em có thời gian anh em làm sạch hết cả cái họng ga đi cho mình nhá. Đấy, thì đây là mình làm nhanh, mục đích là mình cũng quay lại video để cho anh em chưa nắm được thì anh em cũng biết cách làm. Đấy, và cách reset thủ công cũng như là lắp cái van ESC của hãng Yamaha là như vậy nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình dùng máy mình reset van này bằng máy Motion Tap. Mang giúp bộ máy ra đây cái máy Motion Tap vào đây, cả máy tính luôn. Cầm cả cái kẹp cạo quy. Đấy, thì với máy Motion Tap thì bây giờ công ty trang bị cho ta cái bộ cáp mới rồi, nên là làm cắm rất là nhàn anh em ạ. Đây này. Đấy, rắc nào vào rắc đó rồi. Thì bây giờ với cái dòng xe này thì chỉ có một dây ca lai thôi. Anh em rút ra thì anh em cắm cái rắc đực vào cái rắc cái trên cáp đọc lỗi của mình nhé. Đấy, anh em không cần phải cắm nối tiếp cái dây ca lai như cái dòng cáp cũ nữa, là cái cáp này anh em phải nối tiếp đúng không ạ? Đấy. Mình làm luôn nhé. Đấy, anh em rút cáp ca lai ra, rút dây ca lai ra. Đấy, thì trên dây ca lai anh em rút đôi ra thì có rắc đực và rắc cái như thế này, đúng không ạ? Thì anh em cắm cái rắc đọc lỗi, rắc cái của mình ở trên dây ca lai. Anh em cắm vào đây cho mình. Vậy là đã kết nối xong, anh em không cần phải cắm nối tiếp như cái dòng cáp cũ nữa. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn cho máy đọc lỗi Motion Tap. Thì lưu ý anh em là mình vẫn làm nhiều video đấy, anh em nhớ nhé là phải dùng nguồn là nguồn ắc quy ở trên xe nhé, anh em đừng dùng nguồn ắc quy bên ngoài thì anh em không làm được đâu. Đấy, mình cấp nguồn cho máy Motion Tap nhé. Được rồi. Để mình lấy máy tính đã. Đây, mình tiến hành mình vào phần mềm Motion Tap. Anh em kết nối với hệ thống OBD trên xe. Anh em vào hãng xe Yamaha. Anh em vào tìm xe tự động. Còn anh em biết xe rồi thì anh em vào tìm xe thủ công cho nó nhanh nhé.
Đấy, còn là đây là mình làm theo hướng dẫn cho anh em, có thể nói là chưa biết, ví dụ như thế chẳng hạn. Tắt khóa điện đợi khoảng 5 giây. Đấy, thì dòng xe Yamaha thì vẫn phải làm như thế rồi. Bật khóa điện. Đấy, và mình bấm tiếp này. Đấy, tìm nhanh ký tự đầu. Thì xe của mình là xe Luviat thì anh em bấm vào Luviat hoặc là GTX cũng được. Anh em bấm vào chữ G cho mình cũng được. Đấy, à, xe này nếu bấm chữ G thì sẽ ra Grande. Vậy thì chữ mình phải bấm vào chữ Luviat nhá. Anh em bấm chữ L cho mình thì sẽ ra chữ Luviat FI. Đấy, anh em bấm vào Luviat đi. Hệ thống động cơ này, anh em thôi, mình cũng không đọc mã lỗi làm gì nữa, và mình tiến hành mình xóa mã lỗi reset ECM luôn. Tắt khóa điện này, và vẫn phải làm cái thủ tục. Được, xóa mã lỗi thành công và đồng thời cũng là reset rồi. Đấy, thì anh em nhìn này, ở trên dòng xe này ấy, thì có một cái chức năng mà có thể là anh em nhiều khi cũng không để ý đâu. Đấy, nhiều anh em có máy rồi có thể là không để ý. Vì tại sao mình nói như vậy? Vì có những anh em cũng đã hỏi mình rồi. Thì mình vào anh em, mình đã tư vấn cho cũng một số anh em. Thì vào cái chỗ là kích hoạt và reset cơ cấu chấp hành anh em này. Đấy, cái hãng xe Yamaha là rất hay ở cái chỗ là có cái reset cơ cấu chấp hành này. Anh em vào đây cho mình. Đấy, thì bắt đầu anh em mới thấy hiện ra là gì? Kích hoạt, kiểm tra và thiết lập lại cơ cấu chấp hành này. Đấy, anh em nhìn này, Vivan ESC. Đấy, còn đây là còn kích hoạt nhiều cái chức năng nữa là gì? Kim phun này, đánh lửa này, quạt làm mát này, đèn chiếu sáng phía trước này, reset van ESC này, van VVE, tức là van biến thiên đấy. Ở trên những cái dòng xe Exciter 155 hoặc là những cái dòng xe NVX thì có van biến thiên, đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ anh em nhìn thấy trên đây là kích hoạt các van, đấy, các kim phun, kích hoạt đánh lửa, quạt làm mát, có nghĩa anh em kích hoạt vào đây thì quạt làm mát cũng làm việc luôn nhé. Đấy, rồi là đèn chiếu sáng phía trước. Đấy, và anh em bây giờ với cái xe của mình, như bây giờ mình vừa mới làm van ESC xong thì anh em bấm vào đây, reset van ESC, mình bấm vào đây, lại tắt khóa điện và bật khóa điện, đúng không ạ? Đấy, hãng xe Yamaha là nó cứ phải như thế, chứ không anh em không thể làm liền một mạch như là hãng xe Honda được. Bật khóa điện này. Đấy, bật khóa điện. Rồi, mình bấm tiếp theo này. Bấm nút. Anh em nhìn này, bấm nút này, tiến lên này, tiếp theo này, tu lệnh tiếp theo này, để reset cơ cấu chấp hành. Vâng, mình làm theo máy luôn này. Motor tab đang làm việc, vui lòng đợi. Đấy, máy đã reset van thành công. Đấy, anh em nhìn nhé. Thông báo reset van ESC thành công. Yêu cầu tắt khóa điện đợi 5 giây. Sau đó bật khóa điện đợi 5 giây. Nổ máy chế độ không tải để kiểm tra. Đúng không ạ? Đấy, vậy thì anh em phải làm theo yêu cầu của máy nhé. Anh em phải yêu cầu là tắt khóa điện đợi 5 giây. Sau đó bật khóa điện đợi 5 giây và nổ máy. Anh em làm đúng như thế cho mình nhé. Rồi, mình tiến hành mình tắt khóa điện này. Tắt khóa điện đợi 5 giây này. 1, 2, 3, 4, 5. Bật khóa điện đợi 5 giây này. 1, 2, 3, 4, 5. Và anh em khởi động động cơ cho mình. Vâng. Đấy, đấy là cái thủ tục reset van ESC của hãng Yamaha với máy đọc lỗi Motosikletab, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì mình làm video này là mình cũng đã hướng dẫn được những anh em chưa có máy cũng như là anh em có máy để anh em reset van ECV, đúng không ạ? Vừa thủ công vừa bằng máy để anh em nắm được nhé. Đấy. Và máy nổ rất là tốt, đúng không ạ? Đấy, nổ rất tuyệt vời luôn. Đấy. Còn anh em nghe trên video nó hơi kêu là vì là đây này, những cái hộp mà
lọc gió này mình chưa lắp vào nhé. Đây là của những cái đường gió này, cho nên là nó không êm. Đây này, anh em thấy êm chưa? Êm luôn, đúng không ạ? Đấy, đấy, êm luôn. Kêu, đấy. Đấy. Vậy thì hôm nay mình đã chia sẻ với anh em cách xử lý xe Luviat GTX lỗi là không có radar đăng ti, đúng không ạ? Xe đi thì khách hàng luôn bị phải khởi động xe lại lúc mà trả hết tay ga, bởi vì lúc nào cứ thả tay ga ra là xe chết. Đấy, cho nên là khách hàng đi cực kỳ khó chịu. Đấy, và khách hàng mang xe đến chỗ mình có thể nói là buổi tối rất là muộn rồi, chiều muộn rồi, cho nên là mình làm thì hôm nay thì nó đúng ra là cũng đông xe, và bây giờ mình mới tiến hành mình làm xong. Đấy, và chắc chắn là mình phải làm xong để khách hàng còn lấy xe để mai còn đi làm. Đấy, thì bây giờ thì mình làm đến bây giờ thì anh em biết là cũng chưa được cơm nước gì cả, và bây giờ cũng là 8 giờ kém 25 tối rồi. Đấy, anh em nhìn 8 giờ kém 25 tối rồi. Vâng, vậy thì mình đã xử lý xe này là đã thành công với cái bản bệnh mất radar đăng ti, đúng không ạ? Vâng, và về cuối video thì cũng như tất cả các video khác, anh em cần các dòng máy motorcycle, từ motorcycle xe tới motorcycle tab, các bộ đồng hồ đo điện của hãng Kyojitsu của Nhật Bản mình đã giới thiệu rất nhiều trên kênh, đúng không ạ? Cũng như là các bộ cáp, các bộ đồng hồ test áp suất nén trong xi lanh và áp suất nhiên liệu. Một chiếc đồng hồ được công ty Ditoto nhập khẩu từ Hàn Quốc cho chất lượng rất là bền và chính xác. Đấy. Thì mọi thông tin đấy, cũng như tất cả các sản phẩm thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình theo số máy điện thoại là 0979 407 116. Mình sẽ có những tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Mình xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.